Đây rồi. Ví dụ đây câu chuyện này có thật nhá. Vừa rồi là về lễ là ngồi với các cụ và các bác, và có nhiều người chúng ta không biết nữa cơ. Tại vì Hoàng nó sẽ đôi bên nội ngoại đủ kiểu râu rể nữa đúng không? Thì ví dụ như mình uống đủ rồi đi, mình bảo là thôi em không uống được nữa, em uống đủ rồi. Nhưng mà có một người cứ em thôi ông uống đi, ông uống đi, lâu lâu với một năm mới có một lần lễ, ông thì ông không nể tôi à? Thôi anh, nhưng mà em uống đủ rồi, say uống đi. Tức là mình để xuống, uống đi, không nói nhiều. Bảo anh thực sự em đau dạ dày, cái này em không thể uống được. Thôi ông đừng nói nhiều, ông uống đi, ông uống tiếp rồi nói chuyện, ông uống đi. Thì lúc đấy em sẽ giải quyết nào? Trong trường hợp này em giải quyết được gì? Tôi xin phép nhấp môi uống một tí. Không không không. Ông nhấp môi như vậy không được. Ông uống hết đi, uống hết đi nói chuyện tiếp. Uống. Vẫn phải uống. Phải uống. Ok, ông uống đi nói chuyện, tôi mời ông cơ mà. Vậy ông không tôn trọng tôi à? Cả một cái lễ anh em mình mới có cơ hội gặp nhau một lần. Uống đi. Uống đi, uống đi. Rồi, uống rồi đấy. Không, bài toán ở đây là từ chối không uống. Bài còn uống thôi thì còn gì là từ chối nữa. Vẫn từ chối à? Không trình bày, không trình bày, uống đi, tôi không biết. Uống, đây là tôi mời ông cơ mà. Không được, ông uống đi. Uống đi rồi nói chuyện tiếp. Anh em mình cứ thế. Uống đi nói chuyện tiếp. Vậy là trường hợp đấy là uống đúng không? Phải uống. Nếu mà dài như vậy thì phải uống. Phải uống á? Dài như vậy là phải uống. Nhưng mình đã nói gì đâu. Tiếp tục đi, thuyết phục nào. Đấy, ép rượu nó có hai trường hợp. Ép rượu có đạo đức và ép rượu không có đạo đức. Cái người ép rượu có đạo đức người ta ép rượu của khác. Bảo thôi thì nói thật với em là chén rượu này anh rất là chân tình. Nói thật sự anh rất quý em, lâu lắm rồi anh chưa được gặp em. Thế thì coi như chén rượu này là anh mời em là tình cảm. Anh cũng mong muốn là tình cảm của anh em mình nó sẽ khăng khít hơn. Rồi anh chúc sức khỏe em. Anh cũng không phải là ép đâu, nhưng mà em chỉ cần uống chén này nữa thôi. Đấy, chúc sức khỏe em. Cậu uống không? Em vẫn không uống được. Em bảo là giờ mà uống mà thì nó đẩy ra mất anh ạ. Vậy thôi được rồi, vậy thì em cầm chén rượu lên. Em nhấp môi thôi cũng được. Nhá, chúc sức khỏe em. Ok anh. Rồi, vậy kết quả mà không thể hạ xuống được. Cầm lên. Đi cả năm 365 ngày rồi, có một ngày lễ để mừng đại lễ cho Chúa Kitô. Mà ngày hôm nay ở đây anh em mình gặp nhau mà còn không uống được với nhau một chén rượu thì mày không tôn trọng anh. Rồi sao? Uống đi rồi nói chuyện tiếp. Uống đi, mọi người đang chờ. Xíu, đúng rồi, trường hợp này. Uống. Chờ sao? Nếu mà giáo sư thì trường hợp thứ hai là trường hợp là gọi là ép đấy. Ép gọi là không có đạo đức rồi đấy. Rồi là ép gọi là bằng mọi cách gọi là ép người quá đáng đấy. Ép người quá đáng. Sao? Thông thường với trường hợp này thì không, với người không có đạo đức thì mình sẽ nói lời có đạo đức. Không. Ví dụ này anh nói sẽ là. Tức là với cái thời điểm này trong cái bối cảnh em từ em đang tưởng tượng này, trong cái bối cảnh mà anh đang nói là gì em đấy là ép à, hay không cái ngày gì nhỉ, ngày Chúa là ngày gì nhỉ, rồi đây rồi. Được rồi, em mời anh hôm nay là cái ngày đấy Chúa đại đồng công nhận là
năm nay anh em chưa gặp nhau một lần nào. Rất tình cảm khi em nhìn thấy anh Giang mời như này. Bây giờ là em gọi là đến cuối bữa rồi. Và em cũng đã văn này nào... quen rồi. Đấy. Văn này quen rồi, uống đi. Sao tình cảm của không, anh không, không. Văn này tôi nghe quen lắm rồi. Uống đi nói chuyện tiếp. Ông cứ uống đi, ông trình bày gì cũng được. Anh cho em uống rồi em trình bày nhá. Ừ. Rồi em trình bày anh phải. Được. Chúng ta là sẽ đồng hành với nhau nhá. Được. Đồng hành là anh phải theo em nhá. Được. Ông uống đi. Rồi em sẽ uống. Ừ. Em uống. Ừ. Nhưng ở đây là không uống, nhất định không uống. Nếu uống một ngụm là mình đứt. Thế thì trường hợp này khó. Không uống. À, trường hợp này khó thật. Là thông thường mình sẽ thật sự là với những người quê kể cả không đạo đức, đạo đức mình vẫn uống. Sau đấy là mình sẽ đấy có lời hứa đấy, bảo. Nhưng không uống được cơ đã bảo là nếu mà uống được mình phải từ chối làm gì? Đúng rồi. Tức là người mình không thể bơm vào được nữa. Còn nếu không mà thể bơm vào được nữa. Ừ. Không thể cố. Không thể gọi là cái từ không thể mới phải dùng cái từ từ chối. Thế thì chỉ có dùng năng lượng của vợ của mình đến và chơi thì còn chịu. Còn trong trường hợp đấy nhá, đương nhiên là chúng ta đã xác định đi nhậu, không phải đi nhậu mà đi công việc ấy. Ngày lễ hay là ngày Tết gì đấy đã bắt buộc là đã đi là phải uống rồi. Mà uống là mình phải có điểm dừng chứ. Nhưng mà mình đã có điểm dừng rồi mà rất nhiều người đến làm nào. Còn nếu bảo vẫn uống nữa rồi theo anh thì lúc đấy nó chỉ là câu chuyện quá khứ rồi. Đấy, cũng khoai mà, trường hợp đấy cũng khoai mà. Khoai phết đấy, xin mời ông giáo ạ. Thì có mời ông giáo xem như nào. Anh có 2 năm như thế này. 2 năm cái khoảng thời gian mà anh không uống được ấy, không uống một giọt nào, không thể được uống. Thì cái ca khó nhất là cái ca các cụ mời. Rồi. Nếu mà bạn bè mời thì lại càng dễ. Các cụ mời thì mới là khó. Mà thường thường như này này, các cụ là những người có kinh nghiệm. Mình cảm thấy là các cụ khó nhưng các cụ vẫn là người lớn. Các cụ không bao giờ mời sai. Các cụ chỉ nói 1-2-3 câu thôi, con không uống là con không uống. Thì là cậu cụ thôi luôn. Nhưng mình các cụ sẽ cũng vẫn nói như vậy là cũng vẫn cứ ép ấy. Nhưng mình cứ nói là con xin phép là con không uống được. Con xin phép là con không uống. Thì mình nói 2-3 lần như vậy là các cụ sẽ thôi. Tại vì là các cụ là người lớn, có ép. Nhưng mà mình đã thấy là khó hơn với thanh niên. Còn thanh niên nhá, thanh niên mà tầm ngang hàng ấy, hoặc là những người còn là hơn mình một chút nhưng vẫn là vai vế là ngang hàng. 365 ngày anh em mình mới gặp nhau. Tốt nhất ông uống đi. Không trình bày. Tao còn vừa nằm viện thế này. Mày tin không? Tôi bỏ giấy tờ đây mày xem. Uống đi. Không trình bày. Văn này quen rồi. Thật sự là nếu như nói thật là em cũng được em uống luôn. Chứ nói thật em không phải từ chối với anh làm gì. Nhưng mà rất mong anh hiểu cho em. Em không biết phải giải thích như thế nào. Không phải giải thích. Ông uống đi. Nhìn mặt ông là tôi biết ông uống được rồi. Trường hợp đấy nha, đặt cốc rượu xuống. Tức là khi mình không uống là người ta cứ nâng lên này đúng không? Mình đặt hẳn xuống bàn. Đặt đây này. Em không uống nữa em nói luôn với anh. Nếu như anh còn ép em nữa em đứng dậy luôn. Em không biết ở đây là nhà ai hay như thế nào. Nếu anh còn tiếp tục ép em nữa em đứng dậy luôn. Còn nếu anh muốn cho em ở đây cùng chung vui với gia đình, em sẽ ngồi từ đầu đến cuối bữa, nhưng em xin phép được phục vụ cây. Còn nếu trong trường hợp anh vẫn cứ bắt em phải uống để mới có niềm vui, em xin phép được từ chối và em đứng dậy, em không tham gia nữa. Đi hết. Ui, làm gì còn cách nào? Trình bày lên phường. Không có trình bày. Một là cứng hẳn như vậy, không uống nữa. Hai là đặt xuống. Thì có một vài giả thuyết thì nói là nếu như làm vậy gặp thằng khùng nó đánh cho thì sao? Phải chấp nhận thôi. Bây giờ tức là nó đưa mình vào một cái thế không còn cách nào. Nếu ông không làm vậy thì ông phải uống. Nhưng nếu ông uống, ông biết rõ là ông đang bị chảy máu dạ dày. Nếu ông uống phát này là ông nhập viện cấp cứu luôn. Thế thì ai cứu ông? Ví dụ trong trường hợp ông không uống được, ông là người uống một chén ông say, ông điều khiển giao thông, ông tai nạn, làm sao? Tức là chỉ có mình mới hiểu nhưng mình không thể giải thích được. Tất cả mọi giải thích không ai người ta nghe. Mình chỉ giải thích 3-4 lần thôi. Mà anh đã làm như thế thật. Còn bố thiên nhiên cầm đầu anh nhá, ngồi trên giường mâm trên nhá. Ui giời, lâu lắm rồi mới gặp thằng con.
bố không phải là người ép mà cũng không phải là người nát rượu nhá, rất là tình cờ, gọi là từ ngày lấy vợ mình là bố cầm đầu, tức là rất là tình cờ, chưa bao giờ bố mời mình đâu. Tự nhiên ông nhìn em vui mà, đang vui nấu nồi cho con mời con một chén, bố con không uống đâu, đứng hình luôn. Đấy là các cụ từ mâm trên xuống mời đấy, đứng hình luôn. Nhưng không sao, chỉ có mình hiểu mình, em hiểu không? Không có một cái gì có thể giải thích được cho người khác hiểu. Khoảng thời gian đấy em biết duy nhất là anh không từ chối được như thế, duy nhất anh không từ chối được như thế. Anh làm ở đây đúng không? À thời gian đấy con đang làm ở bên này, nhà màu hồng, thì cái anh Minh ở đầu ngõ này ấy, là anh là đàn anh đàn chị ở khu vực này. Nhưng anh rất quý nhà anh, Tết anh tổ chức ăn tất niên thì lại có mời đối tác rất là nhiều, trong đó cả có cả các anh bên phường nữa. Duy nhất anh đã phải trốn sang mâm chị em ngồi rồi. Thực ra là mọi cái sự hiện diện của mình lúc đấy đều bị áp lực hết, kể cả không uống không ăn thì đều áp lực hết, không muốn hiện diện bất kể ở nơi nào. Đấy là cái biểu hiện của cái việc gọi là stress, vẫn bị soi. Anh bảo là Tường sang mời anh bên Tường một chút nào, mình vẫn đang làm ăn ở đây mà anh lại là người ở đây để gọi là quản lý cho mình, gọi là anh giúp mình, gọi là nó hỗ trợ mình đấy, bảo vệ mình nào. Nếu trong trường hợp đấy, cái trường hợp là nhanh chết hơn. Nếu mà không uống là có thể nhanh chết hơn. Là bắt buộc phải uống. Thì anh có uống hai chén, đã vào mâm thì làm gì phải một đi một về. Uống hai chén bắt anh về luôn, uống xong về luôn, nằm luôn. Đấy là gọi là phải đối mặt đấy, uống xong nằm luôn. Đấy là trong trường hợp không thể còn cách nào nữa, lý trí của mình lúc đấy hoàn toàn quyết định được đó, mình biết mình như nào, chỉ có cách đấy thôi. Còn nếu một người mời mà đã không có đạo đức rồi thì mình không cần phải nể gì hết. Đây cái câu chuyện anh kể là có thật đấy, là 365 ngày mới gặp nhau mà vai vế là em anh. Đúng rồi, em họ đấy thì đọc nhiều người nói lắm. Nói thật với mày, tôi nghĩ mày chỉ kiểu ăn đất thôi, mày là ăn tí đất. Tức là mình lúc đấy mình chưa hiểu nhá, mình về nhà mình một lúc sau mình mới hiểu. Nhưng mà anh trai ấy không em họ bên, nói chung là cũng đồng hoàng thôi, em rể thôi, mấy em họ rể thôi. Mày tao nghĩ chắc là chỉ thèm tí đất thôi, ăn đất. Nhưng mà anh vẫn rất bình tĩnh, anh chỉ cười thôi. Mà thôi mọi người cứ uống đi, hoặc là anh không nói gì nữa, mọi người cứ tự nói một mình thôi. Thì khi người ta uống tới rồi thì cứ vậy người ta nói thôi. Mình ăn xong đứng lên là đi rót nước mời phục vụ các cụ, tắm nước chè, xong hết nhiệm vụ đi về. Chả ai làm gì mình. Cái thằng không rượu là cái thằng không bao giờ có tội gì hết. Nhưng không đừng là phải uống một vài chén để mình giao lưu, bắt buộc là nếu bị uống như thế là tốt. Còn trong cái trường hợp mà mình rơi vào trạng thái sức khỏe kém, đấy là cái thực tế mà. Vừa rồi lại gặp Khương đó, Khương vừa kể bảo là cũng bị ép vào trường hợp đấy này. À Khương nhà mình á. Thì có cái câu chuyện hôm nay anh kể cho mọi người. Khương bảo là đấy, hôm vừa rồi đêm vừa rồi đi ói từ đồng cuối. Bảo sao đây, vừa rồi em đến cái bên nhà bố thiên nhiên bên vợ em, ép quá đúng ép. Ông cứ bảo em uống đi nói chuyện tiếp, không bực tức là mình. Nhưng thì phải bực mình, không uống thì thôi, đứng đợi bỏ về, lấy xe máy nổ đi về luôn. Ai hỏi làm sao bảo bây giờ cháu không uống rượu cháu chạy trốn. Ông ngày xưa về cái vấn đề này anh phải nghiên cứu rất kỹ, tại vì mình biết cơ thể mình không uống được, mình nghiên cứu kỹ lắm. Nghiên cứu làm sao để về để đối phó với những cái trường hợp như vậy. Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho anh, một là bỏ về luôn. Anh làm thật đấy, nếu như cái hôm đấy nhá, ở nhà anh viện cũng có mấy ông đại đồng ép. Anh nói là lúc đấy anh đau dạ dày thật, vừa bị stress vì đau dạ dày thật. Thì anh nói vậy ông mở ví ông ra luôn, ông rút ra vài gói dạ dày của ta đồng thuốc. Mình nói vậy chịu rồi. Ông cũng bị dạ dày nhưng mà ông cũng nói vậy thì mình chịu rồi, mình không thể trình bày được nữa. Nếu như anh mời em tiếp, em đứng dậy, em không tham gia cuộc vui này nữa, em không chung vui được với gia đình anh chị ở đây nữa.
không ai nói gì luôn, không nói gì luôn, cứ vậy vui vẻ đến hết cuộc chơi. Tại vì người ta cũng hiểu mà. Còn người mà quá nát ấy, người quá nát thì chắc đứng đợi luôn đi về là được, cũng không cần phải nói gì nữa, thật. Xin hết, đấy là kinh nghiệm cá nhân cũng như là trải nghiệm của tôi. Tuyệt vời. Thế trước em đúng một phát như vậy. Một phát hơn. Đấy là mùng 1 Tết. Mùng 1 Tết luôn. Thì là nhà em có ông anh gọi là anh Bích Tôn ấy, bên ngoại. Bố em là uống thuốc dạ dày còn là mấy tháng, nửa năm ấy rồi. Thì gần hết thuốc xong rồi, thì đến mùng 1 Tết thì hôm đấy cũng bắt buộc là phải uống. Thì là bố em sang bên ngoại thì là bé nhất. Thì các ông mời một đoàn rồi, mời xong là bố em cũng bảo là thôi bây giờ tầng cha bác, gọi là bố em uống với tầng cha bác xong rồi bố em ăn cơm cái. Thì ông anh cả đứng lên, ông ép bố em. Tức là ông anh đấy thì cũng ra trưởng, thấy các bác mời chẳng lẽ mình cũng mời. Thế thì đấy là rất bắt buộc là phải mời. Và bố em thì trước khi đấy bố em cũng đã bảo uống với tầng cha bác, chú uống với cha bác xong rồi, thì xong rồi dùng cơm. Đấy dùng bữa. Đấy là mày còn chơi đẹp rồi đấy. Chơi đẹp rồi, ông ép bố em. Sau đấy là em, tức là mình đấy cũng rất là, tức là mình hiểu chuyện, mình thấy là anh cũng là gọi là một phần là anh là cái người này người kia là anh phải mời lại. Hai là bố mình cũng đã xin phép rồi, rất là khó để từ chối. Mà mình lại biết bố mình đang bị đau dạ dày. Đúng rồi. Thế em vẫn để cho bố em nói trước, tức là bố em bảo thôi bây giờ chú ăn cơm rồi, chú đã bắt đầu thấy là bố em không muốn rồi, hiện tượng rồi. Anh vẫn em bảo chú ơi. Đúng như anh Tường ạ, cả năm trời đấy cháu, hiểu bạn lý do nhưng mà cuối cùng vẫn ép uống. Thế là lúc đấy là em mới phải đứng lên. Em bảo em cũng gàn luôn như anh Tường ấy, nhưng mà không có chiêu là hạ, em gàn luôn. Em bảo anh ơi, như này nhá, thì bố em cũng đã lấy bát cơm ăn rồi, bố em cũng ôm bụng rồi, nhưng mà nhà mình có rất nhiều dịp ngồi với nhau chứ không phải là một dịp này. Tình cảm với nhau thì tình cảm cả đời rồi, chứ không phải tình cảm một hôm hai hôm. Thì anh mời chén rượu của em nó là tuyệt vời đấy. Tức là em không nói trước tuyệt vời như bây giờ đâu, em nói gì đó nhưng mà rất là tình cảm mình nói không. Nhưng mà anh không được chú ra ngoài càng đấy biết gì nói ra ngoài vẫn tiếp tục ép của em. Thì lúc đấy là em bảo giờ thôi xong rồi, đến phát này thôi mình dùng tình cảm không được thì anh cũng đang rồi, thì bây giờ mình gọi là cống luôn. Em dừng đũa luôn, em cầm chén của các anh em kéo lại luôn, em bảo anh em thôi để bố em ăn cơm xong, anh cứ để bố em ăn cơm xong thì bố em nghỉ ngơi, em lên em rót nước cho mọi người, chứ bây giờ em không uống nữa, em cũng không ăn với mọi người nữa, mọi người cứ ăn bình thường đi. Nên em kéo bố em dậy đi ra ngoài kia ăn cơm xong dừng luôn và em bảo mọi người cứ ăn đi rồi em cho đi luôn. Đúng rồi, làm như thế rất là tuyệt vời, bắt buộc phải thế, bắt buộc phải đến tất nhiên phải... chỉ có mình mới hiểu bố mình là bố mình đang bị đau, đúng không? Nói thật là trong cuộc nhậu ấy rất ngại gặp những người như vậy, tại vì chúng ta có rất là muôn vàn lý do để chúng ta mời rượu nhau để ép nhau, nhưng trong đó chỉ có mình mới hiểu mình. Còn những người ta biết người ta bị yếu nhưng người ta vẫn đi uống. Anh nói thật, có những người ta biết người bị bệnh nhưng người ta vẫn uống. Nhưng còn như thế là nó khổ cho chính họ và khổ cho cả mình. Cái chén rượu là nó chỉ có, nó không thể thiếu được, nó phải có rượu trong bất kể một cái hoàn cảnh nào cuộc đời này. Nhưng mà nó để chúng ta thưởng thức và tận hưởng cái đó mà Thượng Đế đã tạo ra và ban cho chúng ta, để chúng ta có thêm niềm vui thôi, để chúng ta có cái cuộc vui nó vui hơn. Chứ để nó mà không vui nữa thì không phải là cuộc vui. Đúng rồi. Đó. Bình thường bố em uống khét đấy. Cũng khét đấy. Nhưng mà đến cái mức mà bảo thôi uống là mình thấy là chắc chắn là phát này là chia ly luôn, không cho ngồi đấy nữa mà gạt luôn. Còn nói thật, anh nghĩ nói về rượu nhá, không ai là người ta muốn từ chối. Thật sự nó phải có một cái lý do gì đấy. Một là không uống được, hai là người ta bị dị ứng, hoặc là người ta bị say, hoặc là người ta bị bệnh, người ta không thể uống được. Đó, còn cái người ép là người phải tội nhất. Tội nhất. Không uống thì thôi, anh nói thật, kể cả cầm hai cốc nước lên uống chúc nhau nó vẫn là hạnh phúc. Tại vì sao? Nếu mà uống hết một cốc rượu này mà tôi cảm thấy là tình cảm của anh em mình nó tăng lên thì tội gì tôi uống. Nhưng mà uống hết cốc này thì một người thì đi viện, một người thì đau dạ dày, một người thì say sưa bét cả nhà, mất cả công ăn việc làm, chả giải quyết được cái gì. Đó, nhưng mà uống vừa đủ thì anh thấy là được. Đúng rồi, uống vừa đủ cân bằng đẹp nhất. Nói đâu xa gần đây nhất này, đi yên tân ra đấy,
Rồi một ông sang cũng vài chú. Nhà người ta nhà mới mà. Cái nhà này rột ra không nhỉ? Có rồi. Mà nhà này rột mà lại rột đúng cái chỗ cái thằng này nó ngồi cơ. Nhà này nó rột sao nhỉ? Mình bảo lại đúng cái bài gọi là cái bài ở quê nó hay có kiểu là trọng quay. Tức là thường thường là đội mũ ở trong nhà là kiểu gì cũng là có vấn đề. Nhà rột sao nhỉ? Mà nhà rột là mày? Cứ nói gì nói lại vậy. Xong bắt đầu mời. Nói chung là nó ở cái giai đoạn là giọng nó hơi nhè rồi. Xế rồi. Xế chiều rồi. Mình bảo mình không uống. Đấy. Hạ xuống không cho hạ. Cứ vậy phải mất nửa tiếng. Tức là không trình bày được. Không kiên trì nhỉ. Kiên trì. Người ta mọi người trì. Uống hết rồi. Không kiên trì. Mọi người uống hết rồi còn mỗi mình với ông ấy thôi. Mình không uống thì không uống. Thế mình bảo bây giờ cho cháu nói một câu thôi. Thế thì ông bảo không nói. Mày cứ uống xong mày thích nói gì thì mày nói. Bảo nhưng mà cháu nó phải nói được cháu mới uống. Còn nếu mà không thì cháu không uống. Cháu nói. Không nói. Mày uống hết đi. Thích nói gì nói. Bây giờ mình thấy không được rồi mình bảo. Thế bây giờ cháu xin phép được mời chú một miếng đồ ăn ấy. Cháu xin phép mời chú con tôm. Cũng ăn cho nó khỏe. Còn rượu thì từ từ mình uống sau cũng được. Tao không ăn. Uống đi rồi nói chuyện tiếp. Đấy trường hợp đấy là thôi đặt chén rượu đấy thôi. Mình cứ ăn cơm rồi mình xong việc mình nói cũng để nói một mình. Không nếu mà trong trường hợp giả thuyết mà gặp người khùng quá người ta cũng khùng đấy nhưng mà kệ thôi. Trường hợp đấy mình hết cách rồi sao? Giải quyết được nửa tiếng luôn. Úi giời. Cả cái mâm đấy người ta xen vào người ta bảo thưa ông ơi ông buồn cười quá đấy. Thứ nhất là người ta không uống, thứ hai là ông sang đây mời nó ông phải uống. Cả mâm uống rồi, còn một người không uống đấy việc của họ. Còn ông mời nó ông phải uống, vì sao ông đấy cũng không uống luôn. Gọi là tới gần rồi. Nhưng mà ông rồi đó. Thằng người quê. Không về cái uống rượu thì đúng là muôn thuở. Ai nghĩ ra cái rượu này? Ai nghĩ ra cái rượu này? Thì tìm hiểu xem ai là nghĩ cái cách nấu rượu. Nấu ra rượu này thì em tìm hiểu xong rồi là gì? Không ý là này. Không ý là. Không anh thấy từ thời có khi từ trước công nguyên đã có rồi. Trước công nguyên đã có rượu rồi. Đấy thì đúng rồi, trước công nguyên có rượu rồi mà anh. Đấy, thì trước công nguyên có rượu rồi. Nhưng mà rượu ngày xưa chắc không phải nấu đâu. Rượu ngày xưa là chắc là ủ rồi, tự có luôn thôi.